phát âm đuôi y đi đi thì chúng ta vào luôn cái quy tắc từ đời trước đúng không tài đức bây giờ chúng ta sẽ xem từ nào nó kết thúc với tài đức nào cái này không cái này không cái này có này cái này là tờ này đúng không cái này không vậy lại mình có si này nó thuộc nhóm tài đức vậy chúng ta chọn ngay là c nhanh chưa rồi trong cái bài này nếu như mà thuộc nhóm tài đức không có tìm thấy từ nào nhóm tài đức thì bắt đầu chuyển qua xét cho nhóm gì các bạn sáng sớm chạy khắp phường Ok chưa? Còn bây giờ tay đức nó ngắn hơn thì mình xét cái nhóm tay đức trước này. Đấy đáp án là C nhá. Chúng ta đọc nó là invited. Tiếp tục qua câu 25. Đuôi S, đuôi S thì bây giờ mình sẽ xét cái nhóm gì? Thời phong kiến phương Tây, đúng không? Rồi viết ra thời, phong kiến, phương Tây. Đấy các bạn lưu ý khi các bạn thi bạn viết ra như thế cho nó rõ ràng nha Bây giờ chúng ta tìm này. Tây này đúng không? chữ bầu này. F này, phương này. Days này không có. Cái hai cái này nó có thuộc nhóm này thì rõ ràng xin là đáp án luôn này. Chúng ta có phong này đúng không? Vậy chúng ta chọn C luôn.